Đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng đội tuyển nữ Malaysia trong trận ra quân hôm qua ngày 3 tháng 5. Trong khi đó, Myanmar đã gây sốc khi đánh bại đương kim vô địch Đông Nam Á và là đội bóng giành quyền dự World Cup Philippines 1-0. Vì thế, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã lập tức lao ngay vào chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp với Myanmar vào ngày 6 tháng 5. Theo đó, 8 trên 11 cầu thủ đã chính ở trận gặp Malaysia chỉ tập nhẹ thả lỏng. Các cầu thủ còn lại phải tập luyện bình thường dưới cái nắng gay gắt ở Campuchia. Phát biểu trước buổi tập, trung vệ lần đầu tiên lên đội tuyển nữ Trần Thị Thúy Nga chia sẻ. Em cũng là lần được thi đấu của các chị kỳ cựu trên đội tuyển Việt Nam mình thì vào với một tinh thần tự tin, quyết tâm, hết mình, cũng không tâm lý hay run gì. Với sự tin tưởng của huấn luyện viên Mai Đức Chung thì được giao nhiệm vụ thi đấu chính thì em với một tâm thế là cố gắng hết mình, tự tin. Với hết khả năng của mình có để thi đấu tốt trong trận đấu ngày hôm qua. Bạn Kiều thì bị chấn thương thì sẽ có rất nhiều sự thay đổi. Có Kiều thì đội sẽ tốt hơn. Thì nhưng khi vắng Kiều thì có ba trung vệ mới em cũng lên lần đầu nữa, cũng tập với nhau, cũng nhuần nhuyễn, cũng cố gắng để một phần nào đấy là thay Kiều để đưa đội tuyển Việt Nam mà có những trận thi đấu thật hay và giành 3 điểm ở tất cả các trận đấu. Sau trận thắng Malaysia, về khách sạn, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục theo dõi trận đấu kế tiếp giữa Myanmar và Philippines. Chiến thắng 1-0 của Myanmar trước Philippines khiến cục diện bảng A trở nên khó lường. Nói vậy bởi kịch bản 3 đội Myanmar, Việt Nam, Philippines cùng giành 6 điểm sau vòng bảng hoàn toàn có thể xảy ra. Khi ấy Việt Nam sẽ thắng Myanmar nhưng thua Philippines. Myanmar thắng Malaysia ở lượt cuối, còn Philippines thắng Việt Nam và Malaysia.